Chào các bạn nha. Đây để mình quay cho các bạn xem anh thợ hạ cây bạch đằng khủng luôn nè các bạn ơi. Cây bạch đằng khủng mà nằm sát với nhà các bạn. Có thể là giờ anh lên anh hạ nhánh rỉa lông nha các bạn. Kéo quần lên nha để cho anh tuột á. Kêu lại kéo cái quần lên, đâu có kéo gian tia sớm giờ mở cửa không trời. Phan lên đường nào. Đó bây giờ anh mượn cái cây nhỏ đó anh leo lên nha các bạn. Hồi coi anh phóng lên kìa. Anh mượn cây nhỏ này anh pha anh leo lên để đầu lên trên anh phóng qua cây bự hay gì đây các bạn. Ý, to luôn. Ghê hả? Bay như chim luôn. Nhánh nhỏ xíu mà anh đứng lên với cái quạt luôn các bạn. Bây giờ là có thể là anh phóng lên cây bự bên đây nha các bạn. Cây bự nha, qua cây bự. Ê. Đó, đu qua cây bự. Cho nó hạ xuống hết đó các bạn. Có thể là giờ anh leo lên ngọn tiếp hay gì đây các bạn ơi. Anh lên cho anh nhắm nhía thôi coi à, cắt như thế nào nha. Thôi ơi, ảnh leo lên cho anh cao lên nữa, di chuyển chích lên nữa kìa các bạn. Quá cao các bạn ơi. Nó mình thấy không, các bạn thấy không, cái cây khá là cao luôn nha. Ê. Ê. Thôi rồi. Thôi kìa. Bây giờ có thể là anh di chuyển qua nhánh bên kia để anh làm gì cho các bạn, anh cưa nhánh bên kia hay gì đây. Bây giờ anh sang qua đó các bạn ơi.
tay vô chưa? Ê, nhà đó. Ê, 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 ê. Trời ơi. Có ai đi cầu vô đây đi. Trời ơi. Bây giờ anh di chuyển qua mấy bên kia để anh lấy cái cưa anh hạ nhánh thôi nha. Bắt đầu là ảnh tụt xuống, bắt đầu ảnh qua nhánh bên đó đó nha các bạn. Rồi rồi, có anh leo kìa các bạn, trời ơi anh đu kìa. Ôi, trời ơi. Bây giờ anh treo cái nhánh đó đó các bạn. Ê. Còn tan luôn. Bây giờ là có thể là anh treo cái nhánh đó nữa nha các bạn. Anh chồng qua anh cột còn dây là anh treo cái cắt anh treo cái nhánh đó luôn nha. Ê. Thôi ơi. Rồi nó quánh nè, rung rinh cây luôn. Còn một nhánh nữa rồi. Nhánh được thả xuống đó nghe các bạn. Nữa đi chú Năm ơi. Rồi để coi anh xử lý còn nhánh anh xử lý như thế nào nha. Không. Được. Ok. Cái dở lại vậy, cái hay lại vậy đó. Nhanh nó nhanh đứng lại, hay nhanh nghiêng đâu, lại lại vậy. Gịch nhẹ, bệnh mổ gịch nó cũng qua nữa. Cái má này cưa đi leo lên cho nó nhẹ, không chịu. Bây giờ là có thể là anh leo lên, anh leo lên trên luôn các bạn. Phải có cọng dây mới được. Bây giờ anh thuộc xuống dưới này anh cưa hay gì đó các bạn. À, chồng qua mở cọng dây hay gì đây. Trời ơi. Cái giò móc vô trong cái thân cây bắt đầu là chồm qua mở dây nha các bạn.
rồi anh Cương mở miệng xong rồi đó các bạn. Ê ê ê, trời ơi, bây giờ anh thợ ở chỗ đó, bây giờ anh cắt ngang gần chỗ cái trắng ba đó nghe các bạn, anh cắt cái nhánh vô đó, nhánh treo còn gì toàn ten. Rồi quá tuyệt luôn các bạn ơi. Bây giờ anh cắt tiếp luôn cái nhánh đó luôn các bạn. Tiếp luôn hay gì đây? Cắt tiếp luôn rồi các bạn ơi. Rồi đã xong các bạn ơi. Có sẽ anh xả xuống là anh hai góc luôn nha. Bây giờ anh tụt xuống rồi đó các bạn ơi. Trời ơi, có anh đu rồi, anh tụt xuống rồi. Rồi để anh hai góc mình quay cho các bạn xem nha. Bây giờ anh thả cái góc rồi nè các bạn. Quá trời già luôn các bạn ơi, cưa sắp chạy luôn. Coi cây nó chạy lại tới đằng đó kìa. Cây biết đi. Thôi mình kết thúc video luôn nha các bạn. Hẹn các bạn video tiếp theo ha. Năm xé này đi đường trái một nè.